Vốn dĩ là sư không định trả lời đâu, nhưng mà thôi, tôi ráng khâm nhẫn vì lòng từ trả lời cho quý vị. Phật giáo tiểu thừa và Phật giáo nguyên thủy là một hay là khác? Thì thưa với quý vị đó, những người da trắng như là ở Mỹ thì có một bộ phận những người phân biệt chủng tộc. Họ gọi người da vàng, bao gồm là người Việt Nam của mình đó, họ gọi mình là Yellow Monkey, tức là con khỉ da vàng. Họ không gọi, họ không coi mình là con người, mà họ họ gọi những người da vàng, trong đó có người Việt Nam, là mấy con khỉ da vàng. Thì bây giờ sư đặt câu hỏi để quý vị trả lời giùm sư, là cái con khỉ da vàng đó và người Việt Nam mình là một hay là khác? Trả lời đi. Cái điều này ở trong tạng luật á thì được đưa vào một cái điều, đó là chúng ta phỉ báng dựa vào sự sai khác, và đó là điều không có nên nha. Bởi vì á, nếu như cái chuyện mà mình phỉ báng người khác á, mà ở đây á, là cụ thể là những cái vị tu sĩ, thì nếu như nó không đủ để nó đưa mình đi địa ngục, mà thường là chắc chắn đi địa ngục rồi, nhưng nếu như ngay cả trường hợp mà nó chúng ta vẫn không đủ điều kiện để đi địa ngục, thì chính cái ác nghiệp đó cũng sẽ là một sự cản trở rất lớn cho chúng ta trên con đường giải thoát. Và xin thưa với quý vị đó, ở trong rất là nhiều kinh tạng như là Tăng Chi hoặc là tiểu bộ như là Pháp Cú, cũng như là ở trong các bài kinh như là Tương Ưng hoặc Trường Bộ đó, thì có nói đến ba hạng người. Một là hạng người vĩ đại, không có nói đại hay tiểu ở đây, mà chỉ nói là ba hạng người. Thứ nhất là hạng người vĩ đại, thứ hai là hạng người hướng đến sự vĩ đại, và thứ ba là hạng người hạ liệt. Người vĩ đại đó là người đã đoạn trừ tất cả những ô nhiễm, thì đó là người vĩ đại. Còn người hướng đến sự vĩ đại là người đang thực hành để đi đến sự chấm dứt ô nhiễm, đó là người hướng đến sự vĩ đại. Còn người hạ liệt á là cái người mà họ còn ô nhiễm nhưng mà họ cũng không thực hành cái việc chấm dứt ô nhiễm. Thì quý vị thấy các bậc thánh là những bậc vĩ đại, bởi vì các vị đó đã hoàn toàn chấm dứt ô nhiễm. Còn chúng ta khi thực hành mà mình gọi là cái người hướng đến sự giải thoát giác ngộ, có quý vị muốn gọi là Bồ Tát thì tùy, nhưng mà sư thì sư thích gọi là chúng sanh tìm cầu giác ngộ hơn. Chúng sanh tìm cầu giác ngộ họ vẫn chỉ là người hướng đến sự vĩ đại, chứ họ chưa phải là người vĩ đại, tức là vẫn còn thấp hơn một bậc. Huống chi là những người hạ liệt. Rồi người vĩ đại đó là người đã hoàn tất giới học, định học và tuệ học. Họ không còn việc gì phải làm nữa. Việc cần làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống. Còn người mà hướng đến sự vĩ đại đó là người đang thực hành giới học, định học và tuệ học. Và cái việc thực hành của họ vẫn chưa xong. Còn người hạ liệt là người không có thực hành giới học, định học và tuệ học. Lại nữa đó, người vĩ đại đó là người luôn đối với chúng sanh bằng tâm từ vô lượng, bi vô lượng, hỷ vô lượng và xả vô lượng. Một chúng sanh mà có quỳ dưới chân vị ấy thương như thế nào thì một chúng sanh giết vị ấy cũng thương như thế đó. Tình thương, lòng từ của vị ấy đối với tất cả chúng sanh trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà là không bao giờ thay đổi. Còn cái người mà hướng tới sự vĩ đại đó thì cũng là đang thực hành tứ vô lượng tâm. Tuy nhiên, khi gặp một vài thử thách thì đó có thể rớt, có thể không đạt được yêu cầu. Còn cái người mà hạ liệt là người không có tứ vô lượng tâm. Còn những cái từ ngữ thì xin thưa là chúng ta tự quy định với nhau thì tự chơi với nhau rồi cho vui thôi. Ai muốn chơi thế nào đó thì họ chơi. Giống như là người da trắng thì họ muốn gọi ai là Yellow Monkey thì họ cứ gọi. Cái vấn đề là mình không chấp nhận nó thôi.
là được rồi. Nó giống như ở trong như tương ưng hả, có một câu chuyện là một vị bà la môn đi theo chửi rủa Đức Thế Tôn, và đi từ đầu làng cho tới cuối làng, Đức Thế Tôn không trả lời, cho đến khi mà vị này tức quá mới hỏi Đức Thế Tôn: ông có bị điếc không? Đức Thế Tôn trả lời là: này bà la môn, Như Lai không có bị điếc. Thì vị bà la môn mới hỏi là: ông không điếc tại sao mà ta chửi ông, ông không trả lời? Thì vị bà la môn mới Đức Thế Tôn mới nói, hỏi ngược lại vị bà la môn là: này bà la môn, nếu như ông đem một món quà đến tặng người khác mà người khác không nhận thì món quà đó thuộc về ai? Vị bà la môn trả lời là: này tôn giả Gotama, nếu như mà tôi đem cái món quà mà tôi đưa cho người khác họ không nhận thì món quà đó thuộc về tôi. Đức Thế Tôn trả lời cũng như vậy. Khi mà ông ác khẩu, ông chửi mắng Như Lai mà Như Lai không nhận thì những cái đó nó thuộc về ông. Nói như vậy thì sư nghĩ là đã đủ, và sư không biết là sư Tuệ Tường có cái tâm từ để trả lời vấn đề này hay không. Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, ở đây có hai câu hỏi. Câu hỏi số 1 có hai vế. Cái vế mà quý vị hỏi là nhờ sư trích dẫn giải thích từ kinh nào, thì đại đức Thanh Tuệ đã trích dẫn rất là rõ ràng là thưa quý vị, cho nên là sư sẽ không có nói thêm về cái câu hỏi này. Thì riêng về cái câu hỏi số 1 và vế trước á, quý vị hỏi là thế nào quán thân nội thân, quán ngoại thân như thân đó, nhưng mà thì Đức Đế Thanh Tại cũng có trích dẫn cái đoạn chính xác mà ở trong chánh kinh đó, cho quý vị hiểu đó quý vị, và Đế Thanh Tại cũng cho quý vị lời khuyên á là sắp tới Đế Thanh Tại cũng có tổ chức khóa thiền à, thì nếu quý vị có thời gian và nên thầy sư cũng có lời khuyên là nên sắp xếp thời gian để mình tham gia, rồi mình sẽ hiểu rõ một cách trực quan hơn về cái sự diễn giải của đại đức, về cái đúng như tinh thần là Phật dạy, nghĩa là chánh kinh và chú giải của chú giải, về cái vấn đề mà hỏi quán nội thân như thân đó, quán ngoại thân đó, hiểu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở đây là sư sẽ nói thêm một điều này. Nếu mà lỡ nha, đây sư dùng từ lỡ thôi, nhưng mà sư vẫn khuyên là quý vị có thời gian, quý vị nên sắp xếp tham gia khóa thiền để có cái sự trực quan và sinh động đó, sư đã nói đó. Còn nếu quý vị thật sự quý vị không có thời gian á, quý vị muốn hiểu về cái đoạn này á, thì sư cung cấp cho quý vị tài liệu để quý vị hiểu rõ về cái đoạn này. Đó là quý vị lên Google, quý vị search cái từ khóa là đại niệm xứ của ngài thiền sư Silananda. Dạ. Quý vị sạch tài liệu đó, quý vị xem trong đó thì ngài Silananda có diễn giải rõ toàn bộ bài kinh niệm xứ, và thì toàn bộ bài kinh thì trong đó cũng có chi tiết đoạn này. Mà sư chỉ khuyên là nếu quý vị không có thời gian nha, quý vị không có thời gian ra khóa thiền không, thì quý vị muốn tìm hiểu qua kinh sách đó thì quý vị tìm tài liệu đó. Hoặc là tài liệu thứ hai là giảng giải kinh đại niệm xứ của ngài thiền sư Ba Ốc, thì trong đó cũng có giảng giải rõ cái đoạn này. Còn nếu quý vị có thời gian thì quý vị nên tham gia khóa thiền thì nó vẫn tốt hơn. Rồi cái câu hỏi số 2 là quý vị hỏi về vấn đề mà Phật giáo tiểu thừa và nguyên thủy khác nhau hay giống nhau, thì Đức Thanh Tệ cũng giảng giải sẽ thấy rất là rõ ràng rồi, cho nên là sư cũng không có bổ sung thêm gì, và cũng xin kết thúc cái trả lời ở đây. Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.